Truyền thông Thành Võ xin kính chào cô chú, quý vị và các bạn. Hôm nay, sáng thứ Sáu, nhằm ngày 5 tháng 1 năm 2024, cũng là đầu năm mới. Thành Võ xin kính chúc cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và hôm nay, Thành Võ xin giới thiệu các hoạt động ở tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Xin mời cô chú, quý vị, quý anh chị và các bạn quan tâm theo dõi những hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám. Xin mời quý vị, cô chú, quý anh chị và các bạn bắt đầu tham quan vào phòng khám. Nước sáng nay chở sớm luôn. Thì đầu tiên, trước tiên kính lạy Chúa, lạy Cha. Mong Chúa và Cha phù hộ các bệnh nhân tại đây sớm hoàn thành phác đồ, lành bệnh để trở về với cuộc sống gia đình, thêm một cuộc sống mới vui tươi và ý nghĩa hơn. Bắt đầu chúng ta tham quan những khám bệnh của chỗ thầy quý Nguyễn Thanh Quý. Sáng nay chỗ thầy quý bệnh nhân đến cũng khá đông. Kéo được mấy lít, có ngủ được mấy tiếng. Các bệnh nhân tại phòng đắp thuốc nam đang cũng chờ tới lượt mình cũng khá đông. Sáng nay có một anh thầy quân nào tài trợ cho một bao bông súng, hỗ trợ cho các bệnh nhân nấu canh kho vẫn được. Xin chân thành cảm ơn người đã dắt bó bông súng đến đây để hỗ trợ cho bệnh nhân. Súng này nấu canh chua hoặc ăn sống cũng được, cái gì trời ơi.
con cũng thấy nó bớt bớt ở hôm trước là khó thở lắm, nhưng mà mấy hôm nay là nó cái bớt cho cái khó thở là nó bớt lấy chút hơn một chút. Cố gắng tiếp tục nha. Vâng. Con đang vào con ở đây Tết con mới về Tết con sáng mà. Chỗ phòng khám với thầy Thanh. Thầy Thanh đang tư vấn cho bệnh nhân sau khi xem cái quyển tập mà ghi chép hàng ngày. Thầy Thanh cũng giải trình cho bệnh nhân một số lý do nguyên nhân các cô Hạnh phát thuốc cho bệnh nhân, thuốc và nước gạo. Phòng khám bệnh ở chỗ thầy Võ Duy Tuyến.
Sau đây mời cô chú, quý vị, các anh chị và các bạn tham quan công trình xây dựng phòng khám cho tường yêu thương cho không. Công trình này xây dựng trên nền cũ của công trình trước đây cha Pedro Nguyễn Văn Tường xây dựng. Đây là các phòng chức năng, phòng xoa bóp, bấm huyệt, rồi phòng đắp thuốc nam, rồi cái phòng nghỉ cho những bệnh nhân mệt hoặc là yếu sức. Các công nhân đã gắn các hệ thống cửa, chuẩn bị xây các cái toilet bên trong, sau đó tô và dán gạch là toan. Không khí xây dựng vẫn khẩn trương. Kính chào cô chú, quý vị, quý vị và các bạn. Thì đến đây truyền thông Thành Võ xin kết thúc cái video clip điểm tin vào ngày sáng nay, năm tây tháng 1 năm 2024. Xin chào quý cô chú, quý vị, quý chị và các bạn. Chúc cô chú, quý vị, các chị, các bạn một ngày mới vui tươi, tràn đầy sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.